Kang Dong Kwon bị soi loạt bằng chứng hẹn hò Rose, dùng vòng đôi áo khoác đôi du lịch chung. Thánh sống Kang Dong Kwon hiện đang làm tan nát trái tim nhiều fan nữ khi bị lộ bằng chứng đang hẹn hò với nữ ca sĩ Rose. Trước những nghi vấn, công ty chủ quản nam diễn viên vẫn chưa có lên tiếng đính chính. Mới đây vào ngày 16 tháng 4, trên diễn đàn mạng xuất hiện bài viết với tiêu đề "Lộ bằng chứng Kang Dong Kwon và Rose đang hẹn hò". Thông tin này thu hút sự quan tâm lớn từ netizen. Nguồn tin cho biết cả hai đang có mối quan hệ yêu đương, tung bằng chứng dùng đồ đôi như đeo dây chuyền có thiết kế giống nhau tham dự sự kiện chung. Cặp đôi bị soi mang dây chuyền có thiết kế giống nhau hoặc mang áo khoác y hệt nghi diện đồ đôi. Hồi tháng 2 năm nay, Kang Dong Kwon được bắt gặp ở Los Angeles, Mỹ dù không có lịch trình. Đáng chú ý, tại thời điểm đó, thành viên nhóm nhạc Blackpink cũng có mặt ở đây. Chính vì vậy, cặp đôi được cho là đã đi du lịch chung. Trước đó, vào tháng 9 năm 2022, Kang Dong Kwon tham dự một sự kiện ở Seoul. Đáng chú ý, sự kiện có sự xuất hiện của Rose. Tuy nhiên, bằng chứng này được cho là thiếu thuyết phục do lịch trình nghệ sĩ do công ty quản lý sắp xếp. Kang Dong Kwon 43 tuổi, còn Rose năm nay 27 tuổi. Cả hai có khoảng cách tuổi tác khá lớn khi cách nhau đến 16 tuổi. Đáp lại bài viết, cư dân mạng thể hiện nhiều phản ứng khác nhau. Một số người khẳng định đã chứng kiến cảnh Rose và Kang Dong Kwon hẹn hò ngoài đời thực. Mặt khác, nhiều người khác tỏ ra tức giận trước những tin tức giả mạo làm ảnh hưởng đến hai nghệ sĩ. Trước đó, Kang Dong Kwon và Rose làm bùng nổ nghi vấn hẹn hò khi cùng xuất hiện trong bức ảnh của cựu giám đốc sáng tạo của thương hiệu thời trang Burberry, Riccardo Tisci. Trong ảnh, hai nghệ sĩ ngồi cạnh nhau thưởng thức rượu và vui vẻ chụp ảnh. Bên cạnh nghi vấn hẹn hò, thì bức ảnh cũng làm dấy lên nghi vấn Rose sử dụng chất cấm. Tuy nhiên, phía YG sau đó đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận cho biết sẽ có biện pháp mạnh mẽ liên quan đến pháp lý đối với những thông tin thất thiệt. Tuy nhiên, đáng nói, YG chỉ phủ nhận chuyện dùng chất cấm, còn tin tức hẹn hò phía quản lý Rose không nhắc đến. Kang Dong Kwon là ngôi sao hạng A của màn ảnh Hàn Quốc, sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ. Năm 2014, truyền thông đưa tin Kang Dong Kwon hẹn hò cùng bạn diễn Song Hye Kyo nhưng cặp sao phủ nhận. Dù vậy, một số nguồn tin cho biết tài tử 8X thầm thích đồng nghiệp từng tỏ tình nhưng không được đáp trả. Nam diễn viên nổi tiếng là người có đời tư trong sạch chưa từng công khai hẹn hò. Xuất thân là người mẫu, anh có sự nghiệp diễn xuất thành công rực rỡ. Theo Never, Kang Dong Kwon là một trong những diễn viên được giới chuyên môn Hàn xếp vào hàng bảo chứng phòng vé. Không những vậy, Kang Dong Kwon còn có xuất thân trong anh thế phiệt. Cha của Kang Dong Kwon từng giữ chức phó chủ tịch tập đoàn đóng tàu hàng đầu Hàn Quốc. Tài tử sở hữu ngoại hình nổi bật, chiều cao 1m86, chỉ số IQ 137, được mệnh danh là thiên tài ngoại ngữ vì nói thành thạo 5 thứ tiếng. Với vẻ ngoài hoàn hảo, gia thế và sự nghiệp đều xuất sắc, Kang Dong Kwon là hình mẫu trong mơ của các cô gái. Thế nhưng tin đồn tình ái của Kang Dong Kwon vô cùng ít ỏi. Cô gái hiếm hoi từng dính tin đồn hẹn hò với Kang Dong Kwon chính là Song Hye Kyo, nàng ngọc nữ đắt giá của showbiz Hàn. Theo một số thông tin, Kang Dong Kwon đã ngỏ lời với Song Hye Kyo nhưng không nhận được sự đồng ý của người đẹp vì cô sợ ảnh hưởng sự nghiệp. Tuy nhiên, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp cho đến khi Song Joong Ki xuất hiện. Thời điểm Song Hye Kyo và Song Joong Ki bắt đầu có thông tin hẹn hò cũng là lúc Kang Dong Kwon rời UAE gia nhập YG Entertainment. Có thông tin cho rằng Kang Dong Kwon muốn chấm dứt mối tình đơn phương nên mới quyết định như vậy. Đến nay, nhiều người cho rằng việc Kang Dong Kwon gia nhập YG Entertainment chính là mối lương duyên giúp cho anh gặp gỡ và hẹn hò với Rose. Tuy nhiên, tháng 12 năm 2022 vừa qua, Kang Dong Kwon thông báo đã rời YG Entertainment. Tuy nhiên, có thể thấy mối quan hệ giữa nam diễn viên và Rose vẫn rất tốt.